Vâng, Hòa Tuấn Audio xin mến chào các bác nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay em lại lên cho các bác những bộ dàn mini Nhật của thương hiệu như Panasonic, Pioneer và JVC. Thì hôm nay em lại về được hai em Boss Go nhé. Và đặc biệt là về được em Kenwood Amply Equalizer màu bạc mà gỗ rất là đẹp các bác. Về ghép loa rất là hay. Rồi em sẽ quay chi tiết báo giá cụ thể. Vâng, mã số 1 là em Boss Wave các bác nhé. Em này thì màu đen về có cả khiển này. Em này thì về bị lỗi CD các bác nhá. CD không đọc. Chắc là mắt nó bị hư các bác. Em bán để các bác mức giá cực tốt. Về mình nghe AUX, nghe điện thoại, TV nhá. FM thì bắt đến 90, bắt được 1-2 kênh của Việt Nam. Em này là màu đen các bác nhá. Còn khá là mới đấy. Về nó bị lỗi CD rồi. Chắc là bị chết mắt rồi các bác nhá. Nghe FM này. FM. Đang quan hệ tình dục mà quyết định tục như vậy. Nếu mà tục ít thì có thể không sao, nhưng mà nó giảm đắng. FM ok nhá. Em bán cho bác chức năng AUX, nghe nhạc, điện thoại, TV. Rồi em tiếp một đoạn nhạc em Boss này nhá. Vâng, như có thấy thì tiếng bass rất là sâu nhá, tại vì em Boss này được thiết kế ống dẫn hơi nên cho tiếng bass rất là sâu. Đấy, tiếng ống dẫn hơi ma trận các bác nhá. Em này thì có thể chỉnh giờ này, chỉnh giờ các bác làm như một cái đồng hồ được coi nhá. Đấy, đây chỉnh giờ đây. Rất là đẹp, đèn nét màu xanh. Em này thì để cho các bác mức giá 2 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Đấy, hàng nội địa sử dụng điện 100V. Em này mà chạy CD thì mức giá tận 4 triệu coi nhá. Đấy, để các bác mức giá cực tốt luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 2. Vâng, mã số 2 tiếp tục là một em Boss nữa các anh nhá. Em này về cũng không chạy CD luôn. Đấy, để cho bác mức giá cực tốt về nghe điện thoại, TV, máy tính nhá. Qua cổng AUX. Em này là hàng nội địa sử dụng điện 100V nha các bác nhá. Em này thì về có bị lướt một xíu đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Bị lướt một xíu ở đây. Về các bác có thể gắn keo vào. Đấy. Về vận chuyển nhá, có bị lướt một xíu ở đây nha các bác nhá. Đấy, mã số 2 này cũng mức giá là 2 triệu đồng các nhá, 2 triệu đồng. Đấy, test là nhạc điện thoại TV này. Nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát cho người giết giặc trên cầu, khi bụi này còn pha sắc áo xanh. Trong khói súng xây thành mắt quần thăm mất mù, tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng bên anh. Sao không hát cho những người còn. Vâng, chỉ có mức giá 2 triệu đồng thôi. Hãy bác sở hữu ngay một em Boss nghe nhạc trong phòng trên dưới 20m2 cực kỳ hay nhá. Rồi em tiếp tục sang mã số 3. Vâng, mã số 3 là em JVC các anh nhá. JVC liền khối. Em này có mã là V30, em này về kèm khiển zin này các bác. Nghiền khối vuông thay sắt cạnh nhá. Em này xay ngang là 40 các anh nhá. Xay ngang là 40, chiều cao là 12. Được trang bị hai loa toàn giải hai bên. Đây là một phay nhôm vàng hồng là nhìn rất là sang. Em này thì chạy các chức năng là CD, USB, điện thoại, TV, kết nối Bluetooth không dây các anh nhá. Đấy, rất là sang, rất là đẹp. Em này là hàng nội địa, sử dụng điện 100V. Các bác có thể bày biện ở phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc cũng ok. Nhìn khá là đẹp các bác. Tiếp đoạn nhạc CD này. Lách bài này. Mắt đọc rất là tốt coi nhé.
sẽ đều ok các bác, kết nối Bluetooth, kết nối không dây nhá. Ấn sang nút này cho em này. USB này, FM này, FM này 95 nhá. 95 nó bắt cũng khá là nhiều đài Việt Nam đấy. Các bác chuyển sang Bluetooth này. Vâng, tên của em nó là VK30 các bác nhá. Em test một đoạn nhạc Bluetooth này. Em này thì nghe nhạc acoustic, nhạc vàng rất là hay, nghe phòng ở trên dưới 20 m². Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù con tim ngu si vẫn muốn đợi nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Vâng, như các bạn thấy thì âm thanh rất là sắc nét nhé. Mã số 3, full chức năng, kèm cả khiển zin này các bác. Có mức giá là 3.500.000 đồng các bác nhé. Miễn phí ship toàn quốc, tặng kèm một CD cho các bác cùng chơi. Rồi tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 là em Pioneer HM50. Em này về còn đẹp xuất sắc các bác nhé. Về kèm khiển zin này. Em này khá là lớn đấy. Ê căng còn khá là đẹp các bác nhé. Đây. Rồi. Em này là size ngang của em nó là size ngang là từ bên ngoài bên này sang bên này là ngang 50 các bác nhá. Ngang 50, cao khoảng tầm 26 cm. Em này công suất khá là lớn các bác nhá. Loa thì được trang bị một loa bass 12 gân và gân cao su các bác nhá. Em này thì loa màu ghi vân gỗ nhá. Đấy, công suất là 100W một loa. Đấy, tổng thể là 200W một dàn các bác nhá. Các bác có thể chơi thoải mái phòng 25-30 m² nhá, công suất 200W, đấy khá là lực đấy. Đấy, màu ghi, màu này rất là sạch sẽ rồi. Thì trên khiển thì chạy cái chức năng là CD, USB, điện thoại, TV. Em này thì có cả cắm đốc các bác nhá. Đấy, em này đọc CD tốt lắm các bác. Trên khiển thì có chỉnh bass chết các bác nhá, chỉnh bass chết, test CD này. Lấy bài coi nhé. Đấy, CD ok, các bác nghe nhạc điện thoại TV này. Ấn chữ input này cho em này, sẽ chuyển kênh nhé. Đấy, audio in. Đấy, cổng vào điện thoại TV, máy tính nhé. Đấy, mã số 4 em để mức cao. Các bác mức giá chỉ có 3.500.000 đồng các bác nhé. Đấy, chạy full chức năng. Đấy, tại vì yên Nhật bây giờ cũng xuống giá rồi. Đấy, nên các bác có thể chơi mức giá cực kỳ tốt. Đấy, chỉ có 3.500.000 đồng các bác nhé. Pioneer HM50 rất là đẹp. Rồi tiếp tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 là một em Panasonic BMX70 các bác nhá. Em này về có cả khiển zin luôn. Chạy full chức năng CD, USB, điện thoại, TV. Kết nối Bluetooth không dây luôn các bác nhá. Cái camera này còn khá là đẹp luôn. Loa thì được trang bị loa Bowie bass 14. Em này đánh rất là khủng luôn. Bass rất là to các bác nhá, loa Bowie này. Loa màu đen vân gỗ. Đấy, đằng sau là cũng chạm loa xoáy coi nhá. Lỗ thông hơi khá là lớn này. Em này là 3 ohm. Đấy, 3 là ohm đánh tiếng rất là bay nha các bác nhá. Thì em này không có ghi công suất nhưng mà em áng chừng nó khoảng tầm 100W một loa nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể chơi thoải mái phòng 30 m² ok. Em này đánh bass rất là lực luôn.
Đấy. Loa quay chi tiết các bác nhé, mắt thấy tay nghe, và khi nhận hàng các bác được test máy luôn, ok chưa? Đấy. Rồi em test một đoạn nhạc CD các bác nhé. Em này thì có tinh chỉnh bát chép ở trên đây này luôn này. Mắt đọc rất là tốt coi nhá, không kén đĩa. Đấy, CD ok này. Em này FM là full 108 nhá coi nhá. Này. FM là full 108 này. Kết nối Bluetooth nhá coi nhá, kết nối Bluetooth từ điện thoại TV. Vâng, tên kết nối Bluetooth của nó là BMX70 coi nhá. Vâng, em Panasonic BMX70 khá là hay các bác nhá. Về kèm khiển zin. Đấy, mã số 5 có mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Em này giá là quá tốt rồi. Đấy, lúc trước thì giá trên 5 triệu cơ. Rồi tiếp tục sang mã số 6. Vâng, mã số 6 là một chiếc Amply và chiếc Equalizer của thương hiệu Kenwood các bác nhá. Em này thì khá là đẹp. Phay là phay nhôm, phay nhôm. Đấy, hai má thì được hai má ốp gỗ này, nhìn rất là đẹp nha các bác nhá. Sang xịn mịn. Đấy, quay mặt bên này này. Ốp gỗ nhìn rất là đẹp đấy các bác. Màu vân gỗ. Em này thì size của nó là 37 các bác nhá. Size của 37. Các bác lên Google hoặc lên YouTube gõ là Kenwood A7000. A7000 thì nó là một bộ dàn đại giá trên 30 triệu các bác nhá. Đẹp xuất sắc. Trên 30 triệu. Đấy, thì em này về thì một thớt Amply và thớt Equalizer về các bác ghép loa. Đấy, đây chỉnh cân gạt, cổng vào thì rất nhiều món chơi này, AUX, video, cassette. Em này chơi được cả đĩa than này các bác. Đấy, đây là hai cổng giải mã này, chỉnh bát chép riêng biệt, ba lăng. Đấy, ok, rất là đẹp. Rồi em xin quay mặt sau. Vâng, đây là mặt sau của em nó các bác nhá. Đấy, đây là thớt Amply, đây là thớt Equalizer, đây là ngó vào này. Đấy, đây là ngó ra. Em này chuẩn mặt in ra ban các bác nhá. Đấy. Công suất của Amply là 130W. Các bác có thể đánh những cặp loa bass 20, 25, 30 ok nhé. Loa thì trở kháng từ 6 cho đến 16 ohm. Đấy, có hai cổng giải mã này. Các bác có thể cắm từ CD hoặc cả từ Smart TV xuống nhé. Qua cổng cáp quang digital. Đây các bác có thể cắm follow các bác chơi cái đĩa than luôn. Rất là nhiều cổng ăn chơi này, AUX này. Đấy, rất là sang xịn mịn nhé. Các bác về ghép loa bass 20, 25, 30 ok. Vâng, em xin ghép với cặp loa Sony Bass 25 thì các tiết chất âm các bác cùng kiểm âm nhé. Đèn nháy rất là đẹp luôn.
như có thấy thì em tật bật tắt âm qua cái là âm sắc nó sẽ khác nhá. Em tắt đi này, mở lên này. Có thể đổi âm sắc rõ rệt không? Vâng, quá phê có cả. Full comble, âm ly equalizer của hiệu Kenwood có mức giá là 8 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé. 8 triệu 200 nghìn đồng miễn phí ship toàn quốc và cam kết zin nguyên bản luôn. Các bác yêu từ 1 đến 6 thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo để tư vấn thêm nhé.